Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện mô tô điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn cái bộ động cơ 48V 1000W có giảm tốc. Tốc độ đầu ra là 550 vòng trên phút. Cái bộ này thì sử dụng cho xe 3 bánh cho nên là dùng tay ga. Có dơ le. Đây. Có tay đảo chiều và điều khiển tốc độ 1500W. Đây là cái tay đảo chiều này. Đây động cơ này. Đấy. Thì đây. Cái bộ này thì nó thích hợp với các cái việc các bạn có thể kéo nhôm xích hoặc là đấu lối vào với lại cái bộ trục cá đăng ấy, thì nó đều hợp lý. Tải trọng nếu như đấu vào cầu cá đăng ấy, thì nó dao động khoảng 500 đến 700 kg tổng tải trọng. Các bạn làm xe chở hàng hoặc là xe chở thu gom rác thì những cái bộ này nó khỏe và nó rẻ hơn so với dòng 3 pha. Đấy. Thì các bạn nào có yêu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Thiết bị thì thường thường bên mình sẽ đấu lối sẵn cho các bạn như thế này. Đấy, còn về các bạn có thể đấu lối dài hơn hay là dây điện khỏe hơn thì tùy các bạn. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.